Thưa quý vị, năm 2021, lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế 10% mà Bộ Chính trị đề ra tại nghị quyết số 39. Cụ thể, đối với biên chế công chức giảm 10,01%, biên chế sự nghiệp giảm 11,67%, cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%, số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ gắn với vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ, siết chặt kỷ cương kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức văn hóa công vụ sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Nội vụ và các địa phương triển khai trong năm nay. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp và xã hội hóa dịch vụ công, triển khai hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đến năm 2030.